Kim tự tháp Giza nằm ở ngoại ô Cairo, Ai Cập, là một trong 7 kỳ quan thế giới cổ đại, kỳ quan về kiến trúc và nghệ thuật. Xung quanh công trình này hiện vẫn còn rất nhiều bí ẩn. Mới đây, cuộc khảo sát địa vật lý mới nhất đã tiết lộ một loạt cấu trúc đặc biệt ở khu vực phía tây đại kim tự tháp này, được gọi là nghĩa trang phía tây hay cánh đồng phía tây Giza, nơi chôn cất nhiều bậc quý tộc. Cuộc khảo sát mới nhất từ Đại học Quốc tế Higashi Nippon, Đại học Tohoku Nhật Bản và Viện Nghiên cứu Thiên văn và Địa vật lý Quốc gia cho thấy những đặc điểm khác biệt ở khu vực này bên dưới chân đại kim tự tháp Giza và phát hiện một cấu trúc lớn hình chữ L ẩn sâu dưới lòng đất với phần cao nhất nằm sâu 2 mét dưới lòng đất. Bên dưới cấu trúc này, các nhà khoa học còn quan sát thấy một loạt dấu vết dị thường giống như những cấu trúc nằm ở độ sâu từ 3,5 đến 5 mét. Thậm chí có hai cấu trúc còn sâu tới 11 mét. Các dữ liệu cho thấy các cấu trúc này có sự liên kết với nhau và tạo thành một thế giới ngầm. Các cấu trúc bất thường này có thể là những bức tường đá vôi thẳng đứng hoặc những trục dẫn đến một phần của một lăng mộ. Hiện chưa thể khẳng định cấu trúc này có phải lăng mộ hay không hay được dựng nên với mục đích gì. Tuy nhiên, phát hiện này sẽ mở đầu cho một cuộc khai quật mới, hứa hẹn nhiều điều thú vị.